Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Tình hình là mình sau khi chế tạo một ít cái sách phép ở đây á, và khi qua bên kia, mình phát hiện có một cái con rồng vua, nhưng mà nó không phải là rồng vua bình thường đâu. Nhìn màu của nó kìa, rất là đặc biệt luôn, nhất là ngà. Cặp ngà của nó là màu tím nha. Ghê thực sự, có vẻ đây là dạng hiếm của rồng vua đấy. Wow. Trên mấy cái gai thì sẽ điểm nhấn bằng một ít cái màu tím ở trên á. Ủa, nó đang hướng lại mình. Nó định làm gì mình vậy? Thôi, té. Tốt nhất là không nên để cho nó áp sát nha, nguy hiểm lắm. Nhỡ nó bắn cái đùng một phát là xong luôn á. Ancery cũng không chừng. Rồi, giờ trời mưa dữ ta. Trời mưa này thì vô trong nhà ấp trứng rồng là hợp lý nè, chứ đi khám phá gì nữa. Mưa quá trời quá đất luôn. Hôm qua thì mình có được cái trứng Dead Ripper nè, nên hôm nay mình sẽ tranh thủ mình ấp luôn ha. Đây à, trứng Dead Ripper này có vẻ khá là lạ đối với mình á. Tại vì cái loài rồng đó mình thấy một tổ nha, mà sống tới 4 con rồng lận. Lần đầu tiên mình thấy một tổ rồng mà nhiều rồng sống chung như vậy luôn ấy. Khá là đặc biệt. Và những quyển sách mình test trong ngày hôm nay thì chỉ có đúng duy nhất một quyển Master thôi. Mình sẽ ép vô cái gậy phép Master ha. Đây, còn những quyển còn lại thì mình sẽ ép vô cuộn sách phép để mình test cho nó tiện. Tại vì cuộn sách phép chứa được nhiều sách lắm. Đó, mình sẽ cho hết 6 quyển này vô trong luôn á. Rồi, giờ thì ra ngoài giờ test luôn thôi. Không biết có nên test trong nhà không nữa. Giờ ngoài thì mưa quá trời nè. Ủa, trời gần tối hả? Ừ, cũng được, nhiều khi đi ngủ cũng ok á. Rồi, ngủ luôn. Sáng thức dậy rồi hẳn té phép ha. Bữa nay hy vọng là sẽ có phép mới để chúng ta còn mang theo và đi khám phá nữa. Đầu tiên là mình sẽ té phép Master luôn đi, tại vì mình có đúng một phép thôi mà. Gì đây? Phép Master này có tên là Forest Curse. Kiểu như là lời nguyền của cánh rừng hả? Là sao ta? Có công dụng gì không? Đấy, có công dụng gì không nhờ? Lạ nha. Ồ, cái lời nguyền này gây được sát thương à. Ồ, lời nguyền của cánh rừng này hơi bị dữ luôn. Mạnh, lời nguyền này mạnh này. Nguyền rủa lên rồng coi. Wow, khi bị dính lời nguyền thì sẽ bị trúng độc nữa nha. Ghê, được á. Một phép tấn công diện rộng và có thể kèm theo hướng độc luôn. Được. Rồi, tiếp theo. Những phép trong cuốn sách nè. Ui, sao phép này mình test không được? Phép này mình vẫn sức khá là lâu luôn á. Coi coi. Đấy, ngộ á. Test lần 3 cũng không được luôn. Vậy test phép khác đi. Tiếp tục. Phép này có tên là, ủa da sao cháy rồi, Eternal Ignite đó. Eternal Ignite đây. Mình sẽ kiểu như đốt cháy cái kẻ địch mà mình chọn nè. Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi ở đây là nếu như mà mình tấn công hộp thì mình sẽ là người bị đốt cháy ha. Uầy, tức là cái này khi mà mình đốt á là phải trúng cái địch đó như vậy, còn không là mình sẽ bị cháy nha. Nó cũng có mặt hại của nó đấy. Rồi, ok, hiểu luôn. Phép này thì có vẻ không phù hợp để quýnh giáp lá cà cho lắm. Ý, mình vừa học thêm được một phép của hệ trái đất nè, tạo ra lốc xoáy. Uầy, đã nha. Lốc xoáy này chắc cuốn cái địch lên trời được luôn á. Coi mình, úi, giờ mình mới phát hiện là gần nhà mình có một cái chỗ pháp sư nè. Mình ở đây biết bao lâu giờ mới phát hiện ra. Ôi, giờ mới biết luôn á. Bán sách nâng cấp Master luôn à.
Ảo thật đấy. Trời, lâu rồi mới biết luôn. À, thì ra là vậy, lo khám phá mấy chỗ xa không mà chỗ gần thì quên khám phá kỹ á. Giờ mới phát hiện. Đấy, mình sẽ cuốn lên ha. Quay 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 quay, coi cờ coi cờ. Ui, cái lốc xoáy này cuốn xa phết đấy. Được nha. Cái này để dành là để hất tung cái địch lên trời ha. Quá đã luôn. Tiếp tục. Phép tiếp theo có tên là Ice Shroud. Wow. Ice Shroud đây. Là mình sẽ kiểu như là làm những cái địch tấn công mình bị đóng băng á. Rồi. Hiểu 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 hiểu. Nó tương tự với cái phép mà làm cho cơ thể mình trở thành cơ thể điện gì đó. Quýnh mình bị giật điện, còn cái này thì quýnh mình thì sẽ bị đóng băng ha. Rồi ok. Tiếp tục. Phép tiếp theo là phép cổ xưa, nó có tên là Mad Grow. Ý? Đừng nói là cái này là biến thành khổng lồ nha. Phép này biến biến đối tượng mình làm phép trở thành khổng lồ. Bây giờ thành bò khổng lồ rồi nè. Ôi, con này chết tiệt. Cho người dính lời nguyền của cánh rừng nè. Này thì dám quýnh bò khổng lồ của tôi tạo ra hả? Láo tét thiệt. Cho vô lốc xoáy luôn. Giỡn mặt nè. Cay thiệt á. Bò của mình dám dám quýnh. Này thì quýnh quýnh nè, mắc ghét. Cay thiệt luôn. Phép này hay nè. Ví dụ bò nhỏ quá đúng không? Mình có thể cho bò bự lên bằng cách làm phép lên bò. Nó thành bò khổng lồ liền. Lên máu luôn nha. Dữ đó. Cái này hình như mình còn có thể dùng lên trên rồng của mình ấy. Đây, ở đây mình có em rồng Flame Fury nè. Mình sẽ dùng trên Flame Fury thử xem. Đồ. Quá là to luôn. Được nha, được nha. Đào thử chơi với Lee Ken coi. Đấy. Quá là bự. Ê. Còn nếu mình dùng lên rồng vua thì sao? Rồng vua đâu rồi nhờ? Rồng vua đây đây đây, rồng vua đây. Kêu rồng vua ra. Mình không dám tưởng tượng rồng vua khi mà dùng phép này sẽ như thế nào luôn á. Rồi thử cho rồng vua nha. Trời đất ơi. Con rồng vua kìa. Wow. Cái này bự như cấp 80-90 ấy. Không đùa. Khủng khiếp ghê luôn. Hôm nay học toàn phép dữ không á. Nhưng mà vẫn còn một phép mình chưa có dùng được. Ấy, chết rồi. Cái phép này. Ôi, không sao không sao. Hết hồn tới đâu mình dùng lên cái rồng mình tan biến chứ. Phép này có tên là Channel Power. Channel Power. Để coi coi công dụng của nó là gì ha. Ủa sao cái này nó không có, cái chú thích nó không có liên quan gì tới cái công dụng gì ta. Những cái kiểu như là những cái lời ghi chú cổ xưa thì nói rằng cái kỹ thuật này được sử dụng bởi những cái pháp sư hồi xưa nè, để kiểu như là hợp nhất sức mạnh và thực hiện các phép thuật lạ. Rồi rốt cuộc công dụng nó là làm sao? Không nói rõ gì trơn à, đúng là sách cổ người ta ghi. Đó, mình sẽ bắn ra cái chùm tia này. Mà không biết cái chùm tia này có công dụng gì thôi. Bắn lên bò thử coi. Bắn lên bò. Đó, mình bắn trúng cái bò trắng tinh luôn. Không biết hiệu ứng này là có công dụng gì ha. Hay là cái này sẽ gây được sát thương cho rồng thôi ta. Ủa, cho mấy con quái thôi ta. Còn rồng với mấy cái con vật mà hiền hiền thì nó không có gây sát thương. Cũng có thể lắm á. Rồi, giờ về vừa học cái phép còn lại với lại coi cái trứng rồng ấp tới đâu ha. Chắc ấp xong rồi đấy. Nè, ấp xong rồi. Chúng ta sắp chào đón thêm một thành viên mới nha. Thành viên này nhìn là có vẻ có răng nanh á, hai cái răng nanh luôn. Hôm qua mình thấy rồng Death Ripper có tới hai răng nanh lận. Đây, cho em ra luôn.
Dead Gripper. Xuất hiện đi. Đó. Coi kìa. Sao đi lùi? Lại đây cưng. Hàng ngùng làm chi bé ơi? Lại đây. Nhưng mà em rồng này có một cái điểm đặc biệt là cái đuôi. Nó vẫn ngược lại và nó có cái phần... cái phần cuối cùng này giống như là cái đuôi con bò kẹp gì á. Hay là bây giờ mình gọi rồng này là rồng bò kẹp đi nha. Nhìn cái đuôi rất là giống bò kẹp luôn. Rồi ok, mình sẽ gọi em này là rồng bò kẹp ha. Rồi, giờ thì ăn đi cho mau lớn nha. Rồng bò kẹp khi mà lên cấp 25 sẽ thay đổi như thế nào đây? Không biết cái răng nanh này có nhọn hơn hay không. Thử nào. Đấy, răng nanh nhọn hơn nè. Wow. Nhưng mà cái đuôi thì cũng không nhọn lắm. Nó vẫn tròn tròn vậy nè. Nhưng mà trong đó nó có cái gai nhọn đó nha. Đúng kiểu như là rồng bò kẹp rồi. Rồi ăn đi cưng. Bữa nay có thành viên hơi. Nhìn có hình dạng rất là lạ luôn á. Rồi. Mấy rồng mới này mình gặp toàn là rồng có hình dạng lạ thôi à. Nên cực kỳ đã luôn á. Rồi lên 50 luôn. Xong. Cưỡi chưa. Ui, sao cái đuôi sáu đều muốn đâm vô phần cổ mình vậy? và khi mình chạy á thì cái đuôi sẽ xòe ra kìa. Như cái cánh quạt vậy á. Bay coi. Wow, bay thì sẽ dang cánh ra ha. Ôi dạ, nhưng mà bay ở đây nó bị cài giật coi. Ui, sao cái gì á? Tại sao mang ghét lại tấn công vậy? Sao mang ghét quậy nhà tôi? Kiếm chuyện cái gì? Đóng băng mang ghét luôn. Quậy quậy nhà người ta mà quậy quậy hả? Rồi hên là không có kêu gồng bò kẹp xử đó nha. Tại nay đang học phép thấy khá là ok nên nha. Tạm tha đó. Rồi giờ thì mình sẽ đi học nốt cái phép cuối cùng thôi. Đâu rồi ta? Cái cuộn sách đó hình như mình không có để bên phòng này. Để mình vô nhà cũ mình lấy mấy cái cuộn sách. Cái đó. Cuộn sách đâu rồi cà? Cuộn sách đây. Có cuộn sách rồi. Giờ thì học phép thôi. Phép nó đâu rồi? Đây. Học nãy giờ mà không được cay thiệt luôn á. Rồi coi thử coi. Nó có phép này có tên là Summon Achor. Summon Achor hả? Coi, mình dùng lại coi được chưa? Mình dùng mình thấy nó không có hiệu nghiệm á, hay là mình dùng sai cách nha? Chắc là mình đang dùng sai cách ấy nên nó không có thi triển được cái phép thuật này nè. Chuyên khám phá bữa nay thì sẽ bắt đầu ở bên thế giới Obelix ha. Để mình qua bên đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hai quả trứng rồng còn lại bên thế giới này. Mình đã biết ra được rồi. Đầu tiên là trứng rồng có cái công trình giống như cái chỗ mình đang xuất hiện nè. Xui nổi là cái chỗ mình xuất hiện á là ngay cái chỗ trứng rồng luôn. Đáng lý ra là chỗ này sẽ có trứng rồng nè, nhưng mà nó bị vướng cái Obelix rồi nên nó đã mất đi cái trứng rồng á. Tiếc thiệt sự luôn ấy. Thôi không sao, mình sẽ kêu rồng và đi tiếp thôi. Mình sẽ cưỡi rồng nào ta? Rồng Lycan đi. Mình chưa cưỡi Lycan được nhiều lắm. Đây, bữa nay mình sẽ tranh thủ mình cưỡi. Ok, dăng game ơi. Cái gì ta? Đấy rồi. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra rồi. Cái chỗ này nó hơi khó tìm một xíu ha. Đi rất là lâu mới gặp được. Và đây chính là chỗ của trứng rồng Vampire. Đồ, trứng rồng ma cà rồng đấy. Trứng rồng gì mà đen thui thui lùi à. Nhưng mà khá là hiểm đấy nha. Có được rồi. Và đây giống như là một cái bàn tiệc của mấy ma cà rồng ấy. Có ghế đồ các thứ nè. Có nến nè. Ui, còn đây là cái gì đây? Kệ sách à? Ui, kệ sách gì đâu mà. Có mấy cái cốc chứa máu nữa cơ. Yêu. Cái ghê quá đi. Ồ, có cái đèn lồng này nè. Đèn lồng mình lượm về đi. Chắc lượm về được á. Ồ. Ui, cái đèn lồng này giờ mình mới đi.
Nó lấy cái tay nó vịn cái đèn lồng này. Ghê thiệt. Quá dữ luôn. Đây nó chỉ có vậy thôi đó. Rồi, mà phải tìm rất là lâu ha. Một xíu giờ mình sẽ ấp thử coi coi rồng ma cà rồng sẽ có hình dạng như thế nào. Mình cực kỳ tò mò luôn. Được ấy, được ấy. Rồi, giờ thì xuống đây nào, Lee Ken. Xuống đây rồi chúng ta đi tiếp thôi. Còn một trứng rồng nữa. Hình như trứng rồng cuối cùng bên thế giới này đó chính là rồng zombie. Tại vì ngoài rồng xác ướp ra thì còn có rồng zombie nữa cơ. Nên mình phải gán đi thêm một lúc nữa rồi. Tại bữa nay mình đã đặt mục tiêu rồi mà, là phải gán tìm được hai cái quả trứng này. Sau khoảng 30 phút bay lượn bên thế giới Obelix này thì mình cũng đã tìm ra cái nơi cất giữ cái trứng rồng zombie rồi. Nhìn cái nơi này thì đó, chưa gì đã có zombie xuất hiện để cản trở mình rồi ha. Nhưng mà không sao, mấy con này thì mình lo được. Giờ thì quan trọng chúng ta phải tìm lối đi xuống dưới nè. Ui mà trong đây nó hơi tối nha. Nên mình sẽ dùng phép thuật cho mình tầm nhìn trước cái đó. Ủa cái phép đó nằm đâu rồi? Đây. Đấy, để đảm bảo là mình thấy đường ha. Chứ không thôi xuống đây nó tối ờ mà. Ở dưới này ngoài zombie ra còn có nhện nữa kìa. Chu cha mà ơi. Nhiều zombie thiệt sự. Giật điện bớt thôi. Đập lòng spawn nữa. Rất là nhiều zombie luôn á. Này thì nhện nè. Này thì nhện. Này thì zombie nè. Rồi. Ê nó còn gây ra sách phép nữa nè. Quá dữ luôn. Và cuối cái hành lang này chính là chỗ trứng rồng zombie mà chúng ta đang tìm. Kia kìa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, giờ thì lấy trứng rồng thôi. Ten ten. Vậy là chúng ta đã có được hai trứng rồng của thế giới Obelix trong ngày hôm nay rồi. Hoàn thành nhiệm vụ. Và coi coi sách phép mình tìm được thêm nó sẽ là hai quyển sách gì. Speed up. Học rồi. Ồ, quyển này thì chưa. Ok. Lượm luôn. Ngoài ra thì trong cái chỗ công trình chứa trứng rồng zombie còn gì khác không? Ui, nó còn rất là nhiều zombie ở bên ngoài này. Để mình coi coi nó còn giấu cái rương nào không á. Có vẻ là nó không có giấu thêm rương ấy. Ok. Thôi, chắc giờ thì mình sẽ bay tèn tèn về thôi ha. Tại vì nhiệm vụ của mình đã xong rồi. Bữa nay là bữa đầu tiên mình cưỡi rồng trác đi khám phá nha. Được ấy, còn về độ may mắn khi cưỡi em này thì chưa biết. Bữa nay chúng ta cùng nhau đi kiểm chứng ha. Ở đây mình thấy nó có cái công trình gì nhìn khá là lạ này. Ôi, bình tĩnh rồng ơi. Bình tĩnh rồng ơi. Ui ui, rồng ơi. Ôi, mình quên mất bữa nay là đêm trăng máu. Oh no, hàng gì, đông quái thiệt sự. Nó xúm lên nó quýnh em rồng mình không chừa phát nào luôn. Mình sẽ trả thù cho rồng của mình. Các người giống đánh rồng của ta hả? Mình sẽ trả thù hết. Các người phải trả giá. Ui da, ui da, dính lửa đâu thế? Cán lửa trước coi. Các người phải trả giá. Mình sẽ giật điện hết luôn. Mình có phép giật điện cực mạnh mà không có ngán đâu. Mày thì dám ăn hiếp rồng của mình hả? Này thì ăn hiếp rồng mình nè. Muốn ghé vô đây để mình kiểu như là khám phá coi có gì bên trong à. Nở lông nào, con xương kia nó lấy kiếm ra nó thủ tiêu rồng mình luôn. Ngày đầu tiên mà ẻm nó bị ăn hành rồi. Ồ, nó cho mình một quyển sách master. Wow. Thích nha. Đã thiệt, đã thiệt. Chưa gì đã có sách master rồi. Không sao em rồng ơi, sự hy sinh của em sẽ được đền đáp thôi. Mình sẽ không để rồng mình hy sinh một cách thế không? Vô ích đâu. Rồi, qua đây. Mình thấy nó còn có cái công trình gì này. À, đây là chỗ để vô cái dungeon cát. Ủa, dungeon sa mạc. Wow. Cái đó là thôi, bỏ qua đi. Mình đã tìm được trứng rồng red trong cái dungeon đó rồi. Nên mình sẽ không vô nữa đâu. Đằng kia thì còn một cái kim tự tháp nữa. Mà quái bữa nay nó đông. Đông cực kỳ ấy. Ui ui ui. Ui ui ui. Dằn chỗ khác đi mấy con kia. Đau quá đau quá.
hồi phục lại, hồi phục lại. Cháy 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 cháy. Ui du. Đi xuống đây thôi, sợ quá sợ quá. Ủa có rương luôn, nhảy xuống phát có cái rương cho mình lút luôn. Được nha. Nhưng mà trong đây thì nó toàn là đồ bị trộm thôi. Coi coi còn có rương nào không. Ở đây chắc phải nhiều rương lắm. Đây. Ôi nhưng mà sách của nó là kiểu sách bị trộm hết rồi. No no. Có táo vàng. Còn gì khác không? Đừng lên, đừng lên, đừng lên đâu vậy? Đu dây lên đây coi. Tầng giữa này thì nó không có rương. Ui tính ra cái kim tự tháp to đột gì mà có hai cái rương thôi á. Trời đất ơi. Đúng lừa luôn. Xây cho to lên. Xây cho rộng vào. Rốt cuộc nhét có hai cái rương vô trong à. Sốc nổi không? Thôi mình chuồn trước đây. Chỗ này bữa nay bất ổn lắm rồi đó. Ghé nhầm ngày rồi ngay đêm chăn máu. Mình phát hiện nha. Anh không lồ Gingin ăn trộm trứng đúng không? Thấy rồi đó. Kìa kìa, Gingin ở chỗ gồng Nether ngủ định lụm cái trứng đó. Nghi lắm bắt qua tan nghe, liu liu. Này thì trộm trứng nè, quýnh cái cho bỏ ghét. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Đi 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 đi. Kiện xíu ha. Rồi. Mình đi nãy giờ thì cũng chưa có gặp cái trứng rồng nào mới hết. Lạ gì ta. A few moments later. Mấy con chim này. Sao cứ bay ngang cái vùng đầm lầy gặp những con chim này là nó ưa bứt lông, nó quýnh mình lắm nha. Thích bứt lông không? Nó định tấn công mình. Đỏ sợ kiếu. Đỏ sợ kiếu nữa. Ô bắn gì mà hút. Nướng nó luôn. Wow. Nó tấn công bằng cộng lông nó đau quá. Nhưng mà rồng bò kẹp của mình đang đốt mấy con này. Mình sẽ đốt cho nó chín luôn. Bữa nay mình sẽ làm món chim nướng luôn. Này thì chim cà khịa nè. Đốt luôn. Này thì cà khịa. Rồng bò kẹp của mình hơi bị chiến. Nhìn cái quả răng nanh là thấy chiến rồi. Quá là dữ luôn. Rồi đi tiếp thôi. Đó, con nào mà dám cà khịa nữa đây. Bữa nay là hơi bị nóng nha. Rồi, phải đang ở vùng đầm lầy hả ta? Chắc vậy ha. Cơ hội khám phá thêm xíu nữa coi. Tại vì mình đang rất là muốn khám phá cái muốn tìm một cái dungeon S cơ. Ngôi đền S ấy. Nhưng mà mình đi mấy bữa nay thì mình vẫn chưa gặp được. Thành thứ ra mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi. Tại vì trong cái dungeon S đó có một cái quả trứng rất là đặc biệt á. Phải cố lên mới được. Có lẽ nào. Đây rồi. Mình đã tìm ra được ngôi đền S rồi. Yay, vậy là sắp tới chúng ta có thể bước qua cái dungeon S này được rồi. Quá là đã luôn. Tuyệt vời. Và đây rồi. Quá đã ha. Ở đây thì có rất là nhiều con ếch độc nữa. Kiểu như là sống quanh cái giếng ếch này để bảo vệ á. Nên mình cũng phải cẩn thận nha. Lỡ ngớ là bị nó chích độc ấy. Mấy con ếch này là ếch dữ không á. Rồi đánh dấu lại liền. Mấy bữa nay đi khám phá ở vùng này mà không có gặp, bữa nay hên thật ấy. Hôm nay quá thật là một ngày may mắn của mình rồi. Đi tiếp. Nhiều khi gần đây nó lại còn thêm vài cái dungeon giống như vậy nữa. Đã nha. Rồi gần ngôi đền ếch là có ngôi làng luôn nè. Gì mà hôm bữa mình đi ngang mình không gặp ta. Ý trời rồi. Ở dưới chân mình đang là chỗ Embowment on ta đúng không nhờ? Đúng rồi. Ghé vô coi. Có đồ không? Sách Master nữa. Thời mình tới rồi. Cuốn sách học luôn.
Bữa nay là một ngày cực kỳ nhân phẩm của mình luôn á. Hên không có gì phải bàn cãi luôn. Rồi, còn gì khác không? Ồ, vậy là cho đúng một quyển master thôi. Không sao, có là vui lắm rồi. À, và gần đây thì mình thấy còn có Light Fury bay lượn trên bầu trời nữa. Cái kia Light Fury đậu trên đầu cây kìa. À, nhiều khả năng là gần đây cũng có chỗ trứng rồng Light Fury đấy. Nhưng mà nó sẽ là tuyệt vời hơn nếu như đó không phải Light Fury mà là Night Fury ha. Thôi thì cứ đi tiếp đi. Nếu mà có duyên thì chắc chắn là mình sẽ gặp được cái tổ rồng Night Fury thôi. Mấy người này lâu lâu mới gặp được chỗ chứa rương này. Để coi coi lần này mà vô đây nhặt được sách Master nữa thì... Ủa? Ui, thanh niên này. What the hell? Trước mặt mình là con gì á? Chưa, từ, để mình kêu mày giết mấy cái con mà trong cái tổ tháp canh này trước đó. Ôi giời, hình như mình gặp con bò kẹp khổng lồ vậy. Đúng rồi, bò kẹp khổng lồ với cái con gì á? Nè, bò kẹp khổng lồ. Bò kẹp khổng lồ nè. Đừng tưởng bò kẹp khổng lồ là mình sợ, mình không có ngán đâu. Ủa? À, hình như nó đang canh giữ cái rương này thì phải. Hạt đậu thần, nó canh giữ hạt đậu thần á. Bảo sao à? Trời ơi. Ui ghê thiệt, hú hồn chứ mén. Tự nhiên đâu ra con bò kẹp khổng lồ à. Ghê thiệt. Rồi, mấy thanh niên này nãy cà khịa mình đúng không? Để mình tiêu diệt nó luôn. Thích cà khịa không? Còn cà khịa hết. Chừa nhau, thanh niên đó chừa đó. Tha cho một mạng. Ú. À. Thì ra ngươi chọn cái chết. Tha cho rồi mà vẫn thích khịa. Lì thiệt chứ, mấy thanh niên nó lì lợm thiệt. Wow wow, vậy là lâu lâu ở vùng sa mạc này cũng có nhiều cái bí ẩn ghê á. Có chiến binh cưỡi bò kẹp khổng lồ đó á. Bữa nay em rộng rác đúng đen luôn. Mới đi với mình. Đi chưa được 5 phút nữa là nằm xuống rồi. Em hơi bị nhỏ luôn á. Rồi không sao, mình sẽ cho ra ngoài để hồi sinh lại. Không có gì hết. Ngoài rồng trác ra thì còn có một số em như là rồng Storm Fury cũng bị ăn ngành teo luôn. Nói chung có một số em rồng của mình á, đúng nhỏ luôn á. Cứ mình cưỡi là 5 phút là có chuyện à. Hy vọng là những em khác trong tương lai sẽ không có giống như vậy nữa ha. Chứ thật ra là mình không hề muốn những em rồng mình bị thương đâu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ thử up mấy cái trứng rồng Zombie cũng như là Vampire coi. Có vẻ là up bằng máy up trứng rồng chạy bằng nhung nham hết đấy. Wow. Trong lúc chờ đợi thì làm gì nhờ? Học phép chứ còn gì nữa. Mình có thêm 2 phép master nên mình sẽ học luôn trong ngày hôm nay ha. Để coi coi 2 phép này sẽ dạy cho mình cái gì nào. Rồi, chuyển thôi. Ủa gì đây? Ui da. Au. Ui. Ui, hình như hồi nãy mình vừa làm một cái phép thuật gì đó mà mặt đất bị lún xuống luôn. Ui ghê vậy. Phép này là phép gì mà ghê gớm lắm. Wow, phép này có tên là động đất. Nó sẽ tạo ra một cái vụ động đất rất là ghê gớm luôn. Này lại này. Đó. Mấy con ma mà đứng gần là chết liền. Động đất cực mạnh. Quá đã luôn. Rồi tiếp theo nào. Phép tiếp theo có tên là Summon Storm Elemental. Wow, tức là mình sẽ tạo ra một cái Elemental sấm sét như vậy ha. Để mình coi coi có quýnh lại con rồng Red Death này hay không. Tấn công đi. Tấn công con rồng Red Death đó thử coi. Trời ơi, quýnh một lần nữa cây máu con rồng. Wow, khủng khiếp vậy. Cái Storm Elemental này mạnh lắm luôn á. Nó có thể
quýnh nửa cây máu con rồng Red Dead trong một hit thôi. Hình như hai phép mình vừa học đều là hai phép master hết luôn á. Sức mạnh ghê gớm ghê. Và phép cuối cùng có tên là khiên kháng lửa hay sao ấy, Flame Shield. Mình sẽ nhận 1/4 sát thương từ những cái lửa thôi. Wow, tức là lửa đốt mình sẽ rất là ít thốn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cái gì đây? Ui thanh niên này chơi kỳ cục vậy. Storm Elemental, xử lý hắn. Pháp sư nè, chơi mà làm phép để người ta buồn nôn là thấy mắc ghét rồi đó. Con zombie này muốn gì? Động đất nè. Ui mà cái này lâu lâu mình cũng bị lún xuống đất luôn nha. Ghê thiệt. Ý. Cái mặt mình làm phép nó bị đỏ này. Như xỉn rượu ấy. Làm phép xong còn bị mặt đỏ nữa chứ. Ok. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay mình đã học thêm được rất là nhiều những phép thật hay ho ha. Trong đó có một phép Summon Storm Elemental cực kỳ mạnh luôn á. Và mình đánh giá đây là một trong những phép triệu hồi mạnh nhất của mình hiện tại rồi. Ngoài ra thì mình còn có thêm hai quả trứng ở thế giới Obelix nữa, đó chính là trứng rồng thay ma và trứng rồng kiểu như là ma cà rồng. Ui hai trứng rồng này có vẻ là sẽ rất là ghê gớm, nên chúng ta sẽ cố gắng chờ đợi để cho up xong ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp để chào đón những thành viên rồng mới. Còn bây giờ thì bye bye.